từ một cái ống thơ ban đầu và nó sẽ tạo ra một cái vụ sống đồng lại và làm cái đó một quen tí bóng thơ bóng chi nhánh bóng phức tạp có thể thấy ở trong cái đường một cái tí hoàn tiết ở đường tiêu hóa của mình. Cái tiếng ống con que này chúng ta sẽ thấy nhiều ở trong cái tiếng mồ hôi. Thì trong cái nhạc tiếng ống đơn, ống phân nhánh rồi á, thì cái vị trí nó kế tiếp nó sẽ nằm ở bên đáy của cái tiếng ống đó. À, đây là tiếng ống con que đơn giản. Đây là cái nhạc tiếng túi. Tiếng tố của mình sẽ chia ra cuối đơn tức là cuối phức tạp. Dưới đây là dạng tiếng tố phức tạp rồi. Còn có nhiều phân nhánh và mỗi nhánh là chia nhỏ ra nữa. Cái tiếng tố phức tạp này sẽ thấy ở trong đặc trưng thấy nhiều là ở trong cái tá kèm. Tiếng ở tá kèm. Rồi cái tiếng tối đơn giản. Tiếng tối đơn giản ta sẽ thấy ở trong đâu? Cái tiếng bả ở mỗi chân lâu thôi. Đó là cái dạng tiếng túi. Tiếng đó nó sẽ nằm sát về mặt dưới da này. Ngay lỗ chân lông nó sẽ tiết ra chất nhờ để làm bôi trơn cái sợi lông. Rồi những trường hợp mà bị viêm nhiễm cái tiếng bả này thì có thể gây ra tràn viêm ra bụng. Rồi cái tiếng túi mà phức tạp có thể thấy ở trong cái tiếng vú. Tiếng vú thì đây là cái khối nó sẽ rất hỗn hợp và tiết ra sữa. Ở trong cái tiếng vú đặc biệt, cơ của nó sẽ có một cái dạng là cơ biểu mô. Cái lớp biểu mô nó có lên cái dạng là cơ biểu mô ở đây nữa. Thì cái tế bào cơ biểu mô này nó vừa đóng vai trò thế tiết, vừa đóng vai trò là tạo ra cái lực tải tiết khó của cơ. Tiếng vú nó vậy nó sẽ tốn nhiều dịch tiết từ trong cái khối nó đi ra ngoài, đi vô cái đường ống này. Là đã được sản xuất ra ngoài. Thì ở cái vùng tiếng vú tất cả các ống khí sẽ tập trung nó đổ về cái phía tiếng vú. Phức tạp là rồi một cái dạng tiếng túi đơn giản hơn tiếng vú. Tiếng vú đó là tiếng này mình sẽ thấy ở trong cái hội của mình. Thì mình sẽ thấy là đó là cái cấu trúc sản xuất. Và bên cạnh đó nó sẽ có những cái tế bào biểu mô lý nhưng mà nó không có đi kèm với lại có sản xuất. Thì chủ yếu ở đây đó là những cái tế bào tiết ra nét nhằn. Và thấy đây đầu tiên là tế bào đài, cái gọi là và tên đó là tế bào tuyến thượng thận. Và khi thực hành cứ gọi chung là tế bào đài thôi. Tế bào tuyến thượng thận đây là những tế bào mà tiết ra nét nhằn. Và các bạn sẽ gặp nó ở trong biểu mô của đường tiêu hóa của mình. Biểu mô đường tiêu hóa của mình cũng có một dạng tế bào bài tiết chất nhầy, nhưng mà nó là cái thành phần của biểu mô trụ. Nó nằm phía trên biểu mô trụ của đường nhầy. Nó sẽ tạo ra một cái hàng tiết chất nhầy số lượng nhiều bao phủ cái lớp biểu mô trụ. Đó là dạng lá tuyến nằm cái dạng nhầy và phủ trong phổi tử cung. Một dạng tế bào đài nữa mà mình gặp ở đường kia đường hô hấp thì mình sẽ gọi đó là tuyến trong biểu mô. Tuyến trong biểu mô ha. Về các ống tuyến thì đầu tiên ở trong đường tiêu hóa của mình thấy cái ống ở đây là ống tuyến đơn giản nè. Nó chỉ phân ra hai nhánh thôi và một cái thân tuyến đổ thẳng lên trên ra cái lòng ruột của mình. Đây là tuyến kia nguyên tuyến ống thẳng và chúng thấy ở trong cái tiêu bài ống chèn. Còn cái này là tuyến mô mị, nó chỉ phân nhánh đơn giản. Đây là một cái lòng tuyến, cái lòng của ống. Còn qua đến cái tuyến ống Brunner và tuyến ống phức tạp đây là cái tuyến đường tiên. Nó sẽ phân nhánh ra nhiều lần. Các bạn thấy là những cái đường nó sẽ phân nó tỏa ra cái đường nhỏ đi ở đây. Hoặc là trong cái phân nhánh cái không phân nhánh nhưng mà từ cái tuyến
cái ống nó tạo ra nó bị phong que nó đóng sầm lại, đó là cái phần đến lý của cái cầu môi. Khi mà nó đóng sầm lại như vậy thì mình cắt qua một cái nhát cắt ngang qua một cái cuộn sầm, mình sẽ cắt qua rất là nhiều tiết kiệm của cái đường ống, đúng không? Đây là những tiết kiệm của đường ống mình cắt qua, nó sẽ làm cho cái đoạn tiết kiệm nó tập trung nó tội lại đổ. Thì rồi nội dung đó là cái phần kế tiếp của cái cầu mồ hôi ha. Còn cái năng lông ở đây có tiếng bã thì đây là cái tiếng chuối và trẻ tiếng ra cái ngày nó đau ngủ sẽ lâu, đó là dạng ống. Còn dạng tối thì cũng đơn tương tự như vậy, gồm có cuối đơn và cuối phức tạp. Thì cái dạng tối phức tạp chúng ta sẽ thấy là ngoài cái tiếng chú ra thì trong cái tiếng nước bọt của mình đó là dạng tiếng chí cuối phức tạp. Tiếng nước bọt của mình biết là có bao nhiêu tiếng nước bọt? 6 mới học xong. Có tiếng mang tai, dưới hàm, dưới lưỡi, đúng không? Thì mỗi cái tí như vậy nó sẽ đóng vai trò chủ cốt, tiếp theo là tai nghe, còn lại là nước nhầy hay là tai của nước rồi nhầy đó. Thì theo cái tiết như vậy thì cái nang kế tiếp của nó cũng sẽ là nang tiết nước và nang tiết nhầy. Đầu tiên đây là nang tiết nước. Cái nang tiết nước là điểm đâu quan sát được, đó là cái hạn chế tiết nước nó bắt hầu hầu sạch động, cái hạt đi hấp thụ sạch động ở trong cái tế bào, đây là cái nang tiết nước. Còn nang tiết nhầy á thì nó sẽ bao phủ nó là tiết nhầy, nên khi mà dự phòng nó sẽ là một cái phát màu sáng, có phát màu nhiều ở đây, đây là dòng tiết nhầy trong nang tiết nhầy. Cái thứ ba đây là cái nang pha. Cái nang pha này thì cái phần tiết dịch nhà, cái liền nước của nó đây, đây là cái liền nước này. Cái liền nó là một cái giống như cái hình chặt quý cung á, giống như cái hình lưỡi liền tiết ra nước. Còn đây là cái phần tiết dịch này, nguyên cái phần nước bao quanh cái phần tiết dịch này, rồi đây là một cái nang pha, là nó vừa tiết dịch này vừa tiết dịch nước. Thì qua các bài tiếng tiêu hóa các bạn học á, các bạn sẽ biết được là cái tiếng nào, cái tiếng nước bọt nào nó tiết ra cái dịch nào yếu chứa nang nào nhiều. Thì khi đó mình đi quan sát các bạn sẽ thấy bây giờ là nang nhầy hay là tiếng gì, tai dưới hàm dưới lưỡi. Rồi tiếp theo qua cái kiểu nhất tiết. Kiểu chế tiết thì nó có ba mẹ chế tiết. Chế tiết toàn mẹ, tán hủy và tạp hủy. Chế tiết toàn mẹ là sao? Chế tiết kiểu toàn mẹ là cái tế bào nó tổng hợp ra chất và nó phóng thích cái chất nó ra ngoài. Còn tế bào, cái hình dạng tế bào nó không thay đổi hình dạng và cấu trúc tế bào. Đó là chế tiết kiểu toàn mẹ. Chế tiết kiểu tán hủy là lúc này một phần bào thư của một tế bào nó bị tách ra, bào thư tách ra là trong bào thư tách ra đó sẽ chứa những cái hạt chế tiết. Còn chế tiết kiểu toàn thủy là lúc này toàn bộ đã cái ống trúc của tế bào nó bị tách ra khỏi thủy mô. Đây cái tiết kiểu toàn thủy các bạn thấy những hạt chế tiết nó được phóng thích vô trong lòng cái ống đi ra ngoài. Kiểu bán hủy thì một phần bào tư chứa những hạt chế tiết nó tách ra, nó đi vô bên trong và từ cái bào tư này sẽ bị mở ra, chúng ta sẽ phóng thích hạt chế tiết ra. Còn chế tiết kiểu bán hủy lúc này là bộ con tế bào này nó bị tách ra vô bên trong luôn. Khi nó tách ra như vậy rồi thì sẽ có sự thay thế tế bào. Ở lớp ấy nó sẽ có hạt tế bào nó từ đầu nó tăng sinh, nó bị hóa, nó thay thế lớp nó bỏ đi. Thì ba cái cấu trúc, ba kiểu chế tiết này nó đều đưa cái sản phẩm chế tiết vô trong lò ống dẫn xuất.
còn ở cái tuyến nội tiết thì cái sản phẩm chế biến của mình là chế biến của tạc nghệ, nhưng mà nó sẽ đi qua cái lớp tạc đáy của tế bào và đi vô trong cái mô liên kết. Ở trong mô liên kết này thì nó sẽ được thấm nhập vô cái màng máu của mô liên kết đây, và từ cái đường màng máu này sẽ đi vô màng máu cơ thể, đi đến cái màng mạch đích. Vậy thì cái sự hình thành tuyến nội tiết như thế nào? Tuyến nội tiết của mình thì cái biểu mô của nó từ quá trình hình thành ở giai đoạn phôi thai, cái biểu mô bề mặt nó sẽ lõm xuống dưới cái lớp mô liên kết cái mô mạch bên dưới, nó lõm xuống và bắt đầu cái tế bào biểu mô nó sẽ di cư xuống, nó tụ lại chỗ đám tế bào ở dưới. Sau khi nó tạo ra một đám bộ rồi thì cái sự liên kết giữa cái đám tế bào với lại cái tế bào của nó sẽ khó tiên, có sự liên kết đi. Và trong cái lớp mô đệm này thì những cái xoang hoặc máu nó sẽ đi tới và nó xâm lấn vô trong cái lớp biểu mô, lớp tế bào ở đây. Tế bào ở đây khi tụ lại một đám và lúc đó nó sẽ được bắt đầu quá trình chuyển hóa của nó, nó tạo ra cái dạng tế bào chế biến. Nó chế biến sản phẩm xong nó sẽ đi theo cái đường mạch máu, nó đi theo cái đường mạch máu này, đi theo mạch máu luôn. Thì một cái tế bản mà mình có thể phân biệt rõ giữa ngoại tiết với là nội tiết, đó là như vậy. Ở ngoài nó sẽ chia ra một góc bị tổ là ngoại, thì ngoại tiết thì là những cái tế bào tạo thành những cái đám chế tiết và có những cái ống tiếp xúc. Còn vị nội tiết chúng ta sẽ thấy đó là một cái đám tế bào, nó giống như cái hình dạng này, nó tụ lại là một cái đám vô cùng chia lẻ biệt lập, nó gọi là những cái tiểu đảo của vị, nó làm cách biệt lập, đó là vị nội tiết. Thì bản thân này là của cái tuyến nội tiết, đây là của cái tuyến nội tâm. Các bạn sẽ thấy là những cái tế bào nó xếp dày đặc liên kết lẫn nhau, xen giữa những tế bào này mình thấy nó có những cái xoang mạch máu đi 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 đây. Đây cái vùng này mình thấy những xoang mạch máu cái màu đỏ là của hồng cầu á, nó rất là nhỏ khi nó xen kẽ vô cái hàng tế bào. Và theo cái cấu trúc của cái tuyến thượng thận thì ở vùng vỏ là tập trung tế bào, đi vô cái vùng thủy của nó thì lúc đó mới có nhiều cái cấu trúc xoang mạch máu ở đây. Và tùy theo cái phân loại của nó mà cái tế bào nó sẽ sắp xếp khác nhau. Ở đây mình thấy đây là lúc ta cho mình đây là những tế bào nó xếp thành cái đoạn thẳng như này, ta gọi đây là cái lớp bó của tế bào, lớp bó. Ờ, ra mẹ hết rồi. Thì bài vũ mô nó vũ mô đầu tiên nó đơn giản vậy. Các bạn đã nắm được nghĩa và phân loại biểu mô chưa? Chia ra biểu mô cổ, biểu mô tuyến. Ở biểu mô cổ thì phải có biểu mô gì? Các biểu chế tiết của biểu mô tuyến và tuyến nội tiết thế nào, biểu mô tuyến thế nào, nó khác nhau chế tiết nào? Thank you.
Nó phải như là cái học cái bài đầu tiên thì nó có một cái nhìn thấy mới về cái đầu tiên. Rồi về thi tử thì chúng ta sẽ có hai bộ phần mô và thôi đi gì năm thứ hai là thi ý kiến thì thứ thi có phải là thi trắc nghiệm năm các thầy 80 câu một câu để từ 20 đến 30 giây và thì thứ là bài của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ cần tính để làm bài thi. Có kết quả liền. Câu thì các bạn chỉ cần 60% 60% 80 là 40 là 50 câu thì là hôm nay chúng ta sẽ không có những sinh viên nữa, chúng ta sẽ tập tính luôn. Các bạn sẽ cô giải hơn cái nhóm trước năm ngoái thì cái tính dễ nhìn hơn, nó chỉ bằng phần thôi. Đối với sinh viên á, hôm nay thực hành máy thì nó sẽ bằng đi cái phần đó rồi. Thì cái việc máy tính thì quan sát như vậy nó dễ hơn, nó sẽ phổ nét yêu cầu sẽ khó hơn. Tuy nhiên mà thi cũng như em cũng có dù sao mình cũng năm nào cũng dễ dễ rồi mày đúng không?